Hi, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần chơi ở Elgrab. Và ở trong video lần trước thì mình có áp được cho mình con rồng đỏ ở phía bên trong này nè các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ kiểm tra xem em ấy đã được 24 ngày tuổi và đang hiện tại là đang khá là đói các bạn. Trong thời gian mà mình rảnh thì mình cũng đã xây dựng thêm một cái máy farm thịt gà các bạn. Một cái máy farm thịt gà theo cái phong cách đơn giản của Minecraft Vanilla ở đây để có được thịt gà. Thì mình đã có được cho mình 41 cái thịt gà nè. Bây giờ thì mình sẽ đem vô phía bên trong kết hợp với tất cả những cái loại thịt mà mình farm được ở phía bên trong cái rương thực phẩm của mình nè. Đó, có thịt heo, thịt bò, thịt gà, thịt chuột, các kiểu ở trong này mình sẽ lấy hết ra luôn để mình có thể chế tạo thành thức ăn cho rồng nha. Đây, thức ăn cho rồng sẽ giúp cho mình có thể cho em rồng ăn được nè. Đó, chế tạo hết luôn các bạn. Có cái gì thì chế tạo cái nấy nha. Và tất cả mình có được là 23 cái thịt rồng các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi ra phía bên ngoài để cho em ấy ăn thử xem nha. Em ấy sẽ lớn lên nè. Được bao nhiêu ngày tuổi rồi? 27 ngày rồi. Mình sẽ cho ăn và lớn lên. Wow. Rất là lớn luôn á. Và kiểm tra xem em ấy được 39 ngày tuổi rồi. Mình sẽ cho ăn thêm lên. Và em ấy được 47 ngày tuổi. Hình như là cái em rồng này hình như là phải đủ 50 ngày tuổi đó các bạn thì mình mới cưỡi được. Cho nên bây giờ thì mình sẽ lấy cái em đệ tử lần trước mình thuần phục được nè các bạn. Đây, em đệ tử mình đánh boss mình có được nè. Thì ở đây mình đã cho mặt giáp kim cương rồi các bạn. Nhìn cái con này không biết là cái con gì nữa, nhưng mà mình sẽ gọi nó là con bạch tuộc ác quỷ nha. Nhìn nó rất là ghê luôn á. Nó bự quá đến mức mà cái màn hình của mình không thể nhìn thấy được hết. À, góc này thì có thể nhìn thấy được hết nó nè. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm cho mình một ít động vật nha. Động vật ở phía bên này bị mình clear hết rồi, cho em rồng ăn đó các bạn. Ở đây hình như là có một cái cục đá nữa mình chưa đánh dấu thì phải, đúng không? Đây, cục đá đây nè. Đây, cục đá đây thì nó gần với ngôi làng kia cho nên là mình sẽ lấy mang về luôn. Nó đem theo nha. Trên người của mình hiện tại là bây giờ là có được cho mình hai cục quay ton nè. Đập mang về để làm bộ sưu tập quay ton hay gì đó. Bây giờ thì đi ra phía bên này để xem mình kiểm tra xem coi còn cái ở đây là cái gì nha. Oh my god, chỗ bắn pháo bông của mấy anh dân làng nè. Chà, ở dân làng cũng có yêu quý nghệ thuật ghê luôn á, có cả chỗ bắn pháo bông luôn. Phía bên ngoài này thì mấy con này thì đánh lấy thịt luôn. Có thịt nè, mấy em bò luôn. Rất tiếc nhưng mà em rồng của mình đang cần thức ăn đó các bạn, cho nên là mình phải đi đánh hạ mấy em ấy thôi. Ăn hết luôn đi. Wow, rất là bự, bự hơn cái chuồng luôn rồi. Bự hơn nữa nè. Và tất cả là mình đã có được cho mình 56 ngày và em rồng đã bay ra phía bên ngoài luôn rồi. Oh no, em rồng đã bay ra phía bên ngoài rồi. Bây giờ thì mình cần phải đi làm cho mình. Oh my god. Em rồng bự quá, bay đi phía bên ngoài rồi. Mình phải làm cho mình một cái tù và để mình điều khiển em rồng nha, cũng như là một cái cây gậy rồng luôn. Trong này thì mình có rất là nhiều xương nè, chế tạo gậy với tù và luôn để mình có thể điều khiển được em rồng. Đây rồi, hồi nãy mình quên chế các bạn, chế lại cái cây gậy luôn nha. Đó, mình có hai món này thôi là mình có thể điều khiển được em rồng rồi. Mình sẽ cất đồ vô trong này và bây giờ em rồng bay ở đâu mất tiêu rồi. Để mình lấy con pet ra nha. Pet đây, lấy ra để mình đi thôi. Đây, em rồng của mình đây. dí heo bắt em ấy về nha. Em này bây giờ trưởng thành rồi, bay lung tung hết à. Cái chuồng nhỏ quá các bạn, em ấy bay ở phía bên ngoài luôn. Bây giờ thì phải bắt em ấy vô. Lì nè, bướng nè. Mình sẽ bắt về để mình bỏ xuống phía bên dưới đất nha. Đây, mình sẽ xuống phía bên dưới. Đó, em này bay rất là ngon luôn và cũng trâu hơn cái em chim róc của mình nữa các bạn. Bay cũng khá là nhanh mà còn trâu nữa chứ. Bây giờ thì bỏ xuống phía bên dưới. Trời mấy à. Ui, cái con quỷ này nó ăn hết thịt khủng long của mình rồi. Trời ơi, khủng long của mình còn hai con kìa, ném chúng nó là tuyệt chủng luôn rồi. Trời ơi, cái con quỷ. Bây giờ thì mình sẽ bỏ em rồng của mình ra phía bên ngoài này. Đây, bỏ ra phía bên ngoài nha. Bỏ ra phía bên ngoài và cho em ấy ngồi xuống. Đó, em ấy đã ngồi xuống rồi nè các bạn. Đó, ngồi xuống không có đi lung tung nha, đứng vậy nè. Đó, và ngồi xuống. Ok. Đó, có hai món này thì mình có thể dễ dàng điều khiển được em rồng rồi đó. Đó, mình sẽ cho cái cây này vô trong này đi. Chủ yếu là có cái tù và để mình có thể bắt em gà, em rồng vô phía bên trong nè. Rồi bỏ ra phía bên ngoài là rất là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử cưỡi nha. Đây rồi, mình đã ngồi trên. Wow, nó gầm kìa, đã chưa? Bay lên phía bên trên em ơi. Wow, nó bự nè, con này nó mới có
ở ngày 25 à 59 thôi các bạn, mà nó đã rất là bự rồi á. Mình có thể cho nó ăn thêm để cho nó bự thêm nữa, nhưng mà bây giờ thì mình đã có thể cưỡi nó được rồi nè. Đó, cưỡi nó đi thì nó lâu lâu nó gầm lên đó bạn, nghe rất là đã luôn. Sau một hồi mình kiểm tra lại cái nút thì mình đã biết được một cái nút có thể phun lửa ra phía bên ngoài. Đây đây đó, ôi ôi, phun lửa ra phía bên ngoài nè. Và mình có một cái nút là cắn nữa. Đây, mình tìm một cái con nào đó mình cắn thử nha. Bay 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 vào phía bên này xem. Mình không dám phun lửa ở gần ngôi làng đâu, cháy như căn căn nhà của mấy anh dân làng tội nghiệp mấy anh ấy lắm. Mình sẽ đi xuống phía bên dưới tìm cái con gì đó để mình cắn thử xem coi được hay không nha. Mình mới biết được cái nút cắn đâu rồi. Không có con nào xuất hiện. À, đây 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 đây, có mấy con bò đây nè các bạn. Đây đây đây, mình sẽ xuống dưới này mình cắn thử nha. Và cắn nè, ui em bò cắn một phát chết luôn. Mình có thể hạt lửa là phía bên ngoài đây. Cái khu rồng này lúc nào nó cũng bị tan hoang hết rồi, cho nên là mình sẽ thử phun lửa luôn. Phun lửa luôn nè, trời cháy đất hết luôn kìa. Và ở phía bên đây thì mình có cái pháo đài, đúng rồi. Lần trước mình nói mình sẽ khám phá cái pháo đài nè, nhưng mà chưa có cơ hội khám phá. Bây giờ thì có nên vô trong khám phá luôn không? Hạt lửa xung quanh cái cho nó đã. Thôi chắc là mình sẽ đi về, mình sẽ cất em rồng này vô đi, trong chuồng. Với cái chuồng bây giờ có nhốt được em rồng nữa hay không nữa nè. Đó, em rồng sẽ ở trong đó và phát triển lên từ từ. Mình sẽ kiểm tra lại xem được 56 ngày. À, 56 ngày chứ không phải 59. Mình đã cho ăn hết tất cả những cái thịt của mình đang có rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cất bớt đồ vô nha. Đây rồi, đi bằng em này cho nó dễ các bạn. Tầm nhìn nó cũng dễ hơn, nó im ắng hơn nè. Và em này thì cũng có thể sử dụng được kỹ năng đó các bạn. Đó. Bắn xuống phía bên dưới và nó sẽ đụng vào phía bên dưới thì nó sẽ, ủa mình nhớ là nó phát phát nổ mà. Đó, phát nổ ghê lắm nha. Đó, phá địa hình rất là lý tưởng luôn. Cái pháo đài ở phía bên đây là các bạn, bây giờ thì mình sẽ qua phía bên đây để khám phá cái pháo đài này luôn nha. Xem coi pháo đài ở trong này có cái gì. Thì giờ phía bên trong luôn, bắn trong vô pháo đài luôn. Ủa, hình như là đi ngược đường thì phải. Cái cửa ở phía đằng trước này nè. Ở đây có nhiều bò dữ vậy. Cái cửa ở phía bên đây nè. Bây giờ thì mình có tốc độ di chuyển đó bạn, trong đôi giày á, cho nên là đi rất là nhanh luôn. Và ở trong này hơi tối nha, mình sẽ lấy cho mình cây đuốc. Ở đuốc không có đem theo. À, đuốc trong này có nè. Đấy đây, có đuốc ở trong này nè. Và bò nhiều dữ nè. Nhảy vô phía bên trong luôn. Ở trong này thì cắm đuốc lên cho sáng nha. À, mình thấy có Wither Carlton. Xử lý Wither Carlton luôn. Và ở đây thì ôi, quái thú nhiều dữ vậy. Ui, có cướp dân làng nữa kìa. Ở đây rất là nhiều Wither Carlton luôn. Khoan, mình ở đây mình sẽ farm, đúng rồi. Mình đang cần những cái cây xương của con Wither Carlton. Có luôn rồi nè. Cây xương này có thể làm được cái kiếm này nè các bạn. Rất là ngon luôn á. Nhưng mà mình không biết sử dụng có ngon hay không. Và trong này có rất là nhiều tên cung nè. Đánh nè. Và lượm được cho mình thêm xương nữa. Với heavy guốc. Ở đây bị khô héo hả? Chắc là mình sẽ đập luôn mấy cái lồng banner. Hay là để farm. Ngoài này có Wither Carlton này, chắc là để farm đi. Mình sẽ farm đây một ít nha. Ở trong này có thêm mấy tên cướp dân làng nữa. Tấn công vào phía bên trong luôn. Quá wow, nhiều cướp dữ vậy. Rồi bây giờ thì mình sẽ chơi hai cây hai tay gì nè. Đó, chơi. Chém mấy con này bây giờ thì nó không phải là đối thủ của mình nữa rồi. Easy quá. Easy quá. Thôi thì mình sẽ nhanh chóng đi vào phía bên trong để kiểm tra xem ở trong này có gì nha. Sau hồi chiến đấu ở đây đó các bạn, thì mình đã lên được tới tầng 2 rồi. Ở phía bên dưới thì cũng chỉ có những con quái. Đó, kẻ cướp dân làng như vậy thôi các bạn. Trên này thì cũng như vậy thôi. Và mình thấy ở trên này hình như là một cái thư viện. Và có rất là nhiều sách. Nãy giờ mình cũng loot được rất là nhiều đồ ở phía bên dưới nè. Cũng có rất là nhiều sách. Và có đầu lâu của con Wither các kiểu nữa. Ở dưới kìa, ôi ôi kìa. Đỡ. Ôi nó đông lắm luôn á. Mình có cái khiên với cái cơm thì easy lắm, không sao hết. Ở đây thì quay. Đánh này rất là đã tay luôn á. Chúng ta phải liên tục chiến đấu không ngừng không ngừng nghỉ. Và vừa chiến đấu thì phải vừa loot đồ như vậy nè. Đó, lấy hết tất cả những cái cuốn sách enchant đi nha. Ui, mình có sách vô hạn ở trong này nè. Oh, sách vô hạn, mà cái sách vô hạn thì không đập vô được cây nỏ. Chắc là sắp tới thì sẽ chuyển sang sử dụng cây cung rồi. Có sách bảo vệ được các kiểu nè. Cái này thì mình sẽ lấy hết về để nghiên cứu lại sau nha. Rồi trong này thì có như vậy thôi hả. Ba cái rương thôi. Đây, đi tiếp tục qua phía bên đây thôi. Để mình lên tầng ở tiếp theo nha. Đó, phía bên trên còn cao lắm. Nãy giờ mình đánh ở cái pháo đài này các bạn, mình đã lên được tới phần đỉnh của cái tháp luôn rồi. Nói chung là trên này thì cũng không có gì đặc biệt hết, ngoài những cái rương có những cái vật phẩm ở phía bên trong đó bạn. Rất là nhiều thứ luôn. Những thứ không cần thiết thì mình đã bỏ lại, cũng như là mình đã đặt cho mình cái cục quay tone ở phía bên ngoài nè. Để mình có thể dịch chuyển về nhà cất đồ vô phía bên trong nhà của mình. Mình đã cất đồ ở trên đây nè, đó, rất là nhiều đồ luôn. Và cất hết vô trong này để dành xài nha.
Và trong ba lô của mình có nữa. Đó, rất là nhiều sách Enchant luôn. Mình có cho mình đâu đó là được cái sách, một cái quyển sách sửa chữa các bạn, rất là ngon luôn. Đó, à quyển sách vô hạn nữa nè. Một cái quyển sách sửa chữa nữa. Ủa, quyển sách sửa chữa, à quyển sách sửa chữa đâu đó trên đây nè. Vô hạn có một hai cái, sửa chữa một cái nè. Đúng rồi, mình sẽ có sửa chữa nè. Sửa chữa thì mình đang nghiên cứu xem mình sẽ đập cho cái nào thì chưa biết. Nhưng mà mình có quyển sách vô hạn. Chắc là sắp tới thì mình sẽ chuyển sang sử dụng cây cung đi các bạn. Cây nỏ của mình thấy nó bắn chậm quá. Chắc là nữa sẽ làm cho mình một cái cung này. Đây, cung rồng luôn nhé. Cung rồng để mình có thể mình làm. Và có cho mình rất là nhiều nhẫn luôn. Nhẫn thì mình có rồi. Nhẫn sức mạnh kháng cự đâu nè. Thì mấy cái nhẫn này mình có rồi. Mình có quyển sách XP nữa nè. XP thì mình đã đánh mấy con quái bên đó lên cấp độ 60 mấy luôn nè. Mà chưa có xài nữa. Trong này thì đồ tùm lum tùm la hết thôi. Nói chung là bây giờ mình có thể chuyển lên phía bên trên để cho nó gọn lại nha. Đó, cho nó tổng kết lại luôn. Còn dưới này thì chứa sách Enchant thôi. Đem xuống phía bên dưới hết luôn. Sách XP đem xuống phía bên dưới luôn. Xếp lại một cái. Rồi bỏ xuống phía bên dưới này luôn. Đó, và mình đã có được cho mình tất cả là 5 chiếc nhẫn luôn các bạn. Rất là nhiều kim cương luôn nè. Đồ kim cương, giáp kim cương và đồ kim cương các kiểu luôn. Mình sẽ cất cho nha. Chắc là quay trở lại. Quay trở lại để mình lấy cục quay tôn mang về nhá. Đâu rồi? Cục quay tôn nè. Lấy để mang cục quay tôn về luôn. Cái pháo đài này coi như là đã được mình clear rồi cho nên là đi về thôi. Và mình đang ở đâu đây? À trong phòng ngủ của mình nè. Mình sẽ cất cái chai thuốc ở trong trong này và cất vô trong này luôn. Rồi lấy cái chai nước này ra để uống. Và mình hết đồ lọc nước rồi cho nên là mình sẽ nhanh chóng làm cho mình một cái đồ lọc nước tiếp theo nha. Mình có than ở trong này rất là nhiều luôn. Ở đây thì hồi nãy mình đánh những con Wither Skeleton đó các bạn, lấy được cho mình xương đen về nè. Thì mình sẽ sử dụng nó để làm cho mình cây kiếm rồng luôn. Cái kiếm rồng này thì mình còn có cây xương đen nè. Thì xương rồng thì mình đã có nhưng mà máu rồng thì mình hết rồi. Cho nên là mình sẽ làm cho mình cái cây trước cái đã. Ôi, sao vậy? Bị dính ở phía bên ngoài. Em rồng của mình ở ngoài này ồn quá. Mà bấm cái cửa này nó hay bị lỗi lắm luôn nè. Rồi, đóng cửa lại nha. Ôi, nó bự quá, nó lòi vô trong nhà của mình luôn. Mình bấm vô cái bàn chế tạo đó các bạn, leo lên trên người nó luôn. Ở đây thì mình sẽ lấy xương rồng đó nha. Rồi, bàn chế tạo. Rồi, nó đi ở phía bên ngoài luôn rồi. Ở đi ở phía bên ngoài thôi, mình cho nó nằm đây đi các bạn. Đó, cho nó nằm đó nha. Nó là con động vật nguy hiểm lắm cho nên là không có con nào dám tấn công nó đâu. Nên là cứ để nó ngoài đó thôi. Mình sẽ làm cho mình một cái cây kiếm trước đi. Đó, mình đã có được cho mình cây kiếm rồi, cái này có thể làm được. Cái sáp nữa hả? Cái mảnh vỡ nữa nè. À, làm được cung cung rồng nữa nè. Ồ, cung Wither chứ, mũi tên Wither. Bây giờ thì mình chỉ còn thiếu cho mình cái máu rồng nữa thôi. Vậy là mình cần phải làm một chuyến hành trình đi săn rồng rồi. Nhanh chóng đi săn rồng luôn. Hú cái em pet của mình ra liền. Em pet của mình đâu rồi? Đây. Triệu hồi ra liền. Và con gì tấn công mình vậy? À, tấn công nè. Lớn cho mình búa địa ngục luôn. Mấy này không cần đâu, mình sẽ đi luôn. Lần trước thì mình phát hiện ra ở phía gần ngôi làng của mình có một cái chỗ rồng ở đây nè. Đó, mình có đánh dấu lại rồi. Bây giờ thì qua phía bên đó để ám sát mấy con rồng thôi. Tấn công mấy con rồng phía bên này luôn nha. Đây, cầm bản đồ lên để dễ dàng thấy được phương hướng hơn. Hướng phía bên này. Đây, đi qua cái khu rừng Văn Sam này thôi là mình sẽ tới được nơi triệu hồi những con rồng ra ở phía bên đây rồi. Mình nhớ là phía bên đây nè, qua cái tháp này thôi là tới. Đó đó, thấy lửa xịt lên phía bên trên, thấy lửa cháy. Và thấy con rồng rồi kìa. Ok, con này dám xuống chơi với mình không? Mình tìm xem có con nào không? Cái khu vực này có rất là nhiều rồng luôn á. Nhưng mà con này không biết nó dám xuống phía dưới này nó chơi mình không? Cận chiến luôn. Chơi cận chiến luôn. Nhào vô chém luôn. Ôi, không nổi. Đệ tử của mình chịu không nổi, đệ tử của mình không chịu không nổi rồi. Em đệ tử của mình chịu không nổi để mình xuống phía bên dưới thử xem coi nó đi theo mình không. Ồ, em đệ tử của mình chịu không nổi, áp lực. Áp lực quá và nó bắn cháy tùm lum luôn. Để mình đi xuống phía bên dưới và nhắm bắn thử nha. Rồi xong rồi, rồi xong rồi, rồi xong rồi. Mình thì không sao nhưng em đệ tử của mình đã đi rồi. Và bắn lên một phát nè, xuống đây cưng. Ngon này, xuống đây chơi. Lửa không sao hết các bạn. Con rồng thôi, chủ yếu là con rồng nó làm sao nó xuống đây nè. Đây đây, xuống đây, xuống đây, nó xuống rồi, nó xuống rồi. Nó xuống rồi. Mình sẽ đổi qua cây này để chơi nó cho nhanh. Đây. Quay chém chém chém. Chém. Chém chém. Quay và chém thôi. Quá là đơn giản luôn đó các bạn. Rồng bây giờ không có tuổi với mình nữa rồi. Hãy khoan, mình sẽ lấy máu của nó nha. Quên lấy cái bình theo rồi. Quên lấy cái bình thủy tinh theo rồi.
đặt cái quay ton, đúng rồi, trời ơi có quay ton tiện ghê luôn á. Mình có thể uống thuốc nhưng mà đặt cái quay ton ra cho nó đỡ tốn kém nha. Dịch chuyển về nhà nè. Rồi về nhà lấy cho mình một ít cái này ra, có một bình nè, không bình chơi bình đi, làm bình nha, mình làm bình chắc là được rồi, không có cần nhiều lắm đâu. Đây quay trở lại lấy một bình nè, lấy cái kiếm xuống chứ, lấy một bình máu rồng nè, rồi phần còn lại thì lấy vảy với lại da hết luôn. Rồi da này là da rồng, rồng xám, ở đây là hết rồi đúng không, tất cả mọi thứ đã ok, rất là nhanh, rất là nguy hiểm luôn. Và đi về thôi, quay ton lượm lại chưa, chưa lượm quay ton đã đúng không, quay ton có giá lắm nha, cần phải lượm lại đó. Đây đây quay ton ở lại rồi nè, rồi uống cái thuốc luôn, bây giờ thì uống thuốc về nhà cho nhanh. Có nhiều thuốc nè, lút ở trong cái pháo đài đó các bạn, có rất là nhiều thuốc trong những cái dungeon thì cứ xài thoải mái thôi. Bây giờ thì nhanh chóng chế máu rồng lên trên cây kiếm liền để mình có thể có được cái kiếm này, nó có hình như nó có hiệu ứng enchant sẵn luôn cho mình đam nè, đam vô rồng. À cái cây này đam vô rồng lửa thôi các bạn, à đánh vô rồng băng chứ, cái kiếm này là cái kiếm của rồng lửa, đánh vô rồng băng là hợp lý luôn nè. Sau khi làm xong cây kiếm đó các bạn thì mình đã đem đi enchant hết điểm kinh nghiệm của mình thì có được cây kiếm cũng không được ngon lắm nhưng mà cũng được các bạn. Mình cầm bên tay bên đây thì mình thấy nó rất là dài, khá là dài thôi chứ cũng không dài lắm, nói chung là nó cũng không có làm chậm mình các bạn, cho nên là mình sẽ sử dụng nha. Sắp nãy giờ mình enchant tùm lum tùm la này, mình sẽ cất vô trong này luôn, cất ngọc vô trong này luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhanh chóng chạy về nhà để đi ngủ, và em sói này sao đi theo mình vậy, và em nữ tử của mình bay về luôn. Mình sẽ đi nhà nhà để mình đi ngủ, rồi sau đó thì mình sẽ đến với tiết mục tiếp theo nha. Mình có một cái chỗ rất là hấp dẫn luôn mà mình cần phải quay trở lại để làm đó các bạn, cho nên là mình sẽ quay trở lại nha. Đây bây giờ thì đi vô phía bên trong để đi ngủ cái đã. Nó đây rồi các bạn, đây là nhân vật mà mình cần tìm đây rồi. Mình đang cần đánh con rồng xanh này để mình có thể lấy được những cái da của nó mang về nâng cấp cái bộ giáp của mình lên đó các bạn. Thì mình sẽ đáp xuống phía bên dưới này và núp vô cất cái em đệ tử của mình vô để nó chết nha. Rồi bây giờ thì lấy cây nỏ ra cài khịa nó cho nó đáp xuống phía bên dưới này thôi. Và sao kéo nỏ ra không được vậy? Ui nó bị lắc hay sao bắn không được mà thấy lửa xuất hiện ra vậy? Chờ đợi một chút xem. Ủa mũi tên của mình, rồi mũi tên nãy mình cất ở nhà hết luôn rồi. Thôi xong rồi. Bây giờ lấy cái gì bắn nó đây, đứng đây chờ đợi cho nó xuống đây thôi chứ biết sao vậy. Đây 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 rồi, nó đang tấn công mình các bạn, và nó đang đáp xuống. Mình đang dự định là mình sẽ đánh hạ cái con rồng, cái con rồng xanh này nè, để mình lấy vảy rồng của nó, lấy vảy rồng của nó luôn nha. Đây nó bay lên phía bên trên hả, lặn xuống phía bên dưới, dụ nó xuống phía bên dưới này mình đánh á. Và chém chém. Chém bằng cái kiếm này thì nó không có đúng lắm, đúng ra là mình cần phải lấy cây cây nhanh quá vậy. Đúng ra mình cần phải lấy cây kiếm băng đó các bạn, chém con rồng lửa là hợp lý, nhưng mà ở đây thì chưa có kiếm băng cho nên là sử dụng tạm cây này thôi. Và nó cho ra mình rất là nhiều vảy, rất là nhiều xương luôn nè. Mình sẽ đem về để mình nâng cấp cái option bộ giáp của mình lên đó các bạn. Đó mình nâng cấp cái phẩm chất của mình lên thành cấp độ master luôn nha. Mình lấy hết mang về, lấy hết mang về. Rồi bây giờ thì đi lên phía bên trên đảo thôi, lấy được hết rồi đúng không, mình sẽ lên phía bên trên để kiểm tra lại xem có mấy con quỷ lửa bên trên này. Cái kiếm này mạnh ghê luôn á, chém mấy phát nhanh hơn con rồng hồi nãy luôn. Chết hết rồi nè. Rồi đi ra phía bên đây để kiểm tra xem có con gì ở phía bên ngoài này nè. À chà, con quái miệng rộng, con ma miệng rộng nè. Chết nè, rớt cho mình ngọc, ngọc ender thôi để mình cất bớt vô trong này nha. Vậy là mình đã có thêm cho mình vảy rồng nè. Đó sắp tới mình còn phải farm thêm thật nhiều cái vảy rồng như vậy để mình có thể sửa cái bộ giáp của mình, là các bạn nâng cấp cái chất lượng của bộ giáp mình lên thành cấp độ master full giống như cái nón của mình nè. Hiện tại thì mấy cái này chưa có. Và phía bên dưới này thì ở phía bên dưới này thì mình ở phía bên dưới con rồng xanh này thì có một cái hang rồng nữa đúng không, để mình kiểm tra thử xem phải không. Oh my god, có một con rồng ở phía bên dưới kìa. Và nó phát hiện ra mình chưa vậy? Núp núp vô, núp vô, núp vô. Boom. Ngon 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 ngon. Đây sẵn tiện đây thì test thử cái kiếm của mình luôn. Đây. Lấy ra phía bên ngoài và kiểm tra xem mình đây chịu hồi ra. Ok, đúng rồi. Đúng thứ mình cần rồi. Mình sẽ gồng lên hết cỡ luôn các bạn để chịu hồi ra luôn. Và chịu hồi ra, nhảy xuống phía bên dưới luôn. Rồi, tấn công luôn. Bây giờ thì không có nhìn trong bóng tối cho nên là hơi khó nhìn. Rồi, nó sẽ hấp sáng lên thôi. Nó sẽ nhanh chóng hấp sáng cái khu vực này lên cho mình thôi. Và mình sẽ nhanh chóng đánh hạ cái con này luôn nha. Thử xem cái kiếm này của mình có đủ sức để đánh hạ nó hay không.
và quay quay cây cơm đó, chém vừa quay cây cơm và vừa chém luôn. Lần trước thì mình đánh con rồng MR rất là dễ luôn, hy vọng là con này thì cũng sẽ có trứng rồng cho mình luôn nha. Vô tình đi farm rồng xanh phát hiện ra ở phía bên dưới này có con rồng ngàn năm, à, đánh luôn. Rồi gần như là nó không có gây sát thương được cho mình luôn á. Quá easy luôn nè. Hút máu cái kiểu. Hình như mấy con người giám hộ của mình nó chết hết rồi hay sao á. Và ai dạ, cơ thể mình vàng lên rồi kìa. Hút máu vô. Máu vô, sử dụng cây này luôn. Đó, sử dụng hai tay vậy luôn. Chém cho nó nhanh nha. Sử dụng hai cái kiếm rồng luôn. Để chém. À chà, mình hơi khát nước. Nó đánh mình không thấy gì hết. Hết nước luôn rồi. Oh no. Hết nước rồi. Và nó bay lên phía bên trên rồi. Oh my god, nó bay lên phía bên trên rồi. Và mình đang bị nóng hết nước rồi. Phan. Kiểm tra lại xem. À, còn nước trong này nè. À, lần này thì đánh hơi lâu cho nên là nó bay mất tiêu lên phía bên trên rồi. Và mình sẽ lên phía bên trên luôn nha. Ngọc lục bảo thì chắc là không cần nữa đâu. Lên phía bên trên luôn. Ôi, nó ở trên này nè. Nó ngay trên đầu của mình thôi. Và khi nổ thì quên đem thêm mũi tên nữa mới tức chứ. Đây, sử dụng hai cái cây này để chém nó luôn nha. Nó đang ở trên, nó phun, nó khè lửa ở phía bên trên á. Mình lên, mình ăn cái đã, ăn cho no cái đã. Ăn cho no cũng như là uống nước á. Tạm thời thì uống nước đây đi, đó, uống nước chờ đi. Và lên phía bên trên này chém luôn. À, nó chưa có bay cho nên là. Ủa, à đây đây, chém được nè. Dòm đam cho nó luôn, nhanh luôn nha. Ủa, đâu rồi. Con rồng này nó bự quá, đánh loạn quá. Mình cứ quay cây nỏ này, đó. Không quay cây côn vậy cho nó đảm bảo nè. Mình đang tích cực tấn công nó các bạn. Tấn công nó mặc dù không nhìn thấy gì hết, nhưng mà vẫn tấn công nó, không có nhìn thấy ống máu của nó luôn á. Bởi cái con này hình như trâu hơn cái con rồng MR thì phải. Con rồng MR nó dễ đánh hơn. Con rồng đen này thì nó hơi trâu. Và đánh tối luôn rồi. Đánh tới buổi tối luôn rồi. Và vẫn thấy chưa, nó xin nhê. Rồi nó chết rồi các bạn. Ui. Đánh từ sáng tới tối luôn. Và cuối cùng nó cũng đã chết. Để khoan, mình chuẩn bị set up một cách cho nó ngon lành cái đã. Đó, đi vô phía bên trong này để múc nước lên uống các kiểu cho tỉnh cái. Rồi cầu nguyện để mình có thể có được trứng rồng nha. Lần trước thì mình đánh con rồng Emerald rớt cho mình được cái trứng rồng á. Mà lần này thì con rồng đen thử xem coi nó có rớt trứng rồng hay không nha. À, bây giờ thì buổi tối rồi hả. À, và có cái túi ngủ. Ồ, túi ngủ thì lần này mình không có đem theo rồi. Mình không có đem theo cho nên là không có ngủ được vào buổi tối. Cho nên là hơi khó để có thể quản lý được buổi sáng tối nè. Bây giờ chờ đợi hay là lấy luôn. Hồi hộp và chờ đợi. Chắc là mình sẽ lấy luôn đi các bạn. Lấy luôn nha, cất bớt vào trong này. Và lấy luôn. Nước ở dưới này thì nó cũng không có sâu lắm cho nên là mình sẽ lấy luôn nha. Đây, kích để lấy luôn. Và có cho mình trứng rồng không? Kiểm tra xem. Thấy có xương rồi đó, thấy có xương nhiều rồi đó. Mà không biết có trứng rồng hay không nè. Và đồ thì nó rớt tầm lum tầm la dưới này hết. Và hình như là không có trứng rồng đúng không? Ờ, con rồng này không có trứng rồng rồi. Xương thì bay lung tung nè. Kiểm tra kỹ kỹ một chút nha. Để mình đi vòng vòng đây mình kiểm tra kỹ kỹ một chút. Buổi tối thì hơi khó thấy một chút. Bởi con gì vậy? Ui, con chim gì đó. Con chim bắt cá hay sao, cái miệng nó rộng lắm kìa. Thôi kệ nó đi, kệ nó đi. Mình tập trung vào chuyên môn của mình cái. Hơi lạnh ở đây một chút. Và lạnh quá. Lên phía bên trên một chút. Á già, con chim. Tấn công hả? Tấn công. Ui, một phía chết luôn kìa. Ờ, hình như là không có trứng rồng rồi, lần này nhỏ quá, không có được trứng rồng. Vậy là con rồng xám nó không có rớt trứng rồng. Chắc con rồng nó rồng đực rồi. Rồng cái nó mới rớt trứng, còn con rồng này không có. Mình đi kiểm tra rất là kỹ dưới này rồi. Không có rồi. Mình đang cố gắng đè xếp để lượm hết tất cả những gì mà nó vướng vô trong người của mình đó các bạn. Nhưng mà hình như là không có. Không có rồi. Và lạnh quá, màn hình nó hơi mờ một chút. Chắc là mình sẽ đặt cái cục quay tone của mình ra để mình dịch chuyển vậy thôi. Đặt ra phía bên ngoài nha. Vô tình đi farm thêm cho mình cái con rồng xanh các bạn. Và test thử cái cây kiếm của mình thì đánh cũng ổn. Sau này mình tìm được con rồng băng đó các bạn, mình sẽ làm thêm một cây nữa. Mình sẽ có một cây băng, một cây lửa luôn, kết hợp lại với nhau nha. Và có rất là nhiều xương luôn nè. Ui, cất xương như trong này luôn. Quá trời xương ở trong này. Và mình có cho mình vảy rồng xanh nè, để mình đem qua phía bên kia. Bây giờ thì mình sẽ qua bên thư viện để mình test thử luôn. Ở đây thì mình có làm cho mình cái bàn thay đổi chất lượng này các bạn. Mình sẽ thay đổi chất lượng cho cái áo của mình luôn. Đây, mình sẽ bỏ cái áo vô để mình có thể thay đổi chất lượng của nó nha. Kiểm tra xem. Ủa sao đồ cùi không vậy? Bấm nhanh luôn. Trời ơi, master full đi.
Trời ơi, thôi xong rồi lẩu gióm rồi. Chắc là càng lúc nó càng cùi hơn nữa đó. Đổi món khác thử xem. Mình sẽ chuyển sang cái quần với cái áo của mình. Cái quần với cái đôi giày của mình luôn nha. Đây, bỏ ra phía bên trên chứ. Đập một cái nè. Đập một cái. Ôi sao. Đây đây rồi. Oh my god, đã có được cho mình một món. À, masterful. Bây giờ thì đập luôn cái này xem. Coi coi mình có đủ may mắn có được hay không nha. Và đang đập với tốc độ rất là nhanh luôn. Và không có. À đây rồi. Oh my god, chỉ còn thiếu cái áo nữa thôi là mình sẽ có đủ nguyên một bộ luôn. Hy vọng là sẽ đủ. Hy vọng là sẽ đủ. Oh my god, đúng ngay cái cuối cùng luôn. Cuối cùng mình cũng đã có nguyên một bộ luôn. Wow, nguyên một bộ full luôn đó các bạn. Đó. Mình có nguyên một bộ master full luôn, quá tuyệt vời luôn. Và có cho mình cây kiếm luôn và trứng rồng thì không có. Lần này thì mình đánh con rồng ngàn tuổi đó các bạn, nhưng mà không có. Và bây giờ thì mình di chuyển rất là nhanh luôn. Có nguyên một bộ đồ giáp hoàn hảo luôn rồi đó các bạn. Và vảy rồng màu. Ôi, vảy rồng này nhiều ghê luôn á. Vảy rồng này thử xem, thử có được không nha. Vảy rồng khác màu thì không biết là có thử được cho bộ giáp không, để mình thử xem coi được hay không nha. Test thử luôn. À không được nha, cần phải đúng màu của nó mới được. Vậy là bộ xám, màu xám chỉ có thể làm cho màu xám thôi. Còn màu xanh thì làm cho màu xanh, chúng ta không thể nào mà thay đổi qua lại được hết. Vậy là như vậy là mình đã có cho mình được hai cây kiếm rồng nè. Đó, một cây dài một cây ngắn. Cây này thì để đánh rồng rồng băng là ngon lành luôn đó các bạn. Đánh rồng lửa thì nó hơi sai sai một chút. Sắp tới thì mình cần phải tìm cho mình một con rồng xanh. À, rồng băng thì mình chưa thấy con nào hết à. Cho nên là chưa biết tìm ở đâu nữa. Ở đây thì mình kiểm tra lại xem em rồng của mình đã được 57 ngày tuổi rồi nè. Sắp tới thì mình cần phải cho ăn thêm để cho em ấy lớn hơn nha các bạn. Và trong tập ngày hôm nay thì mình cũng đã làm được cho mình một bộ giáp cấp độ Master Full luôn. Một bộ giáp có phẩm chất rất là tốt luôn đó các bạn. Và em rồng này thì sắp tới còn phải cho ăn thêm nhiều nhiều một chút để cho em ấy lên cấp nha các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích cái phần chơi này của mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những cái video tiếp theo cho các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo. Bye bye.